Hello. Sau đây mời mọi người đi xem thủy điện mini của mình nhá. Thủy điện nhỏ của mình nhá. Đấy nhá. Đã đến rồi nhá. Đến rồi mình mới quay nhá. Đây mình chạy dây loa đi. Cái hôm trước là mình làm đấy. Cái cánh báo ở bên trong này rồi nhá. Trong cái hòm này nhá. Đó. Mình lắp hai mini này để cân bằng nhá. Bên kia với lại bên này nhá. Các bạn nhìn như này nhưng mà quay rất là nhanh nhá. Điện đủ tròn 220V nhá các bạn nhá. Quay ở đây xong ấy, mấy hôm nữa mình sẽ về nhà và quay tải, test tải ở nhà cho mọi người xem nhá. Có thể nấu nồi cơm, nấu được nồi cơm 400-500W và 700W đấy nhá. Do củ phát này của mình là củ phát 1kW thôi, chỉ có nấu được nồi cơm 500W, 600W, 700W đấy thôi nhá, không hơn đấy nữa. Thân đấy là tải ngang bằng cái máy này là nó không quay được nữa. Rất là nặng rồi, nó không quay được. Bắt ở bên trong này rồi nhé, mọi người nhé. Quay cùng chiều cái đồng hồ ấy, mà đây là quay chiều cái đồng hồ nhá. Máy nhá. Củ phát của mình là củ phát 1kW thôi nhá. Sau này nếu có điều kiện thì mình sẽ mua một cái 3-5kW để còn nấu cơm dùng điện thoải mái nhá. Cái dây dẫn của mình đây, dây dẫn ở đây là dây dẫn 2.75 và 2.5 nhé, 2.5 mình kéo đến đây rồi mình kéo cái dây đen này đi nhá. Dây đen này lõi to nhá, lõi đầu to nhá, lõi tiếp to nhá. Dây đình nối ở đây này. Bạn có hiểu tại sao mình lại chê cái nắp Coca này vào không? Bởi vì cho cái này vào để nó không bị dỉ. Đấy. Còn mình dùng băng dính để buộc thì nó sẽ đông tụ nước ở trong bên đó, sẽ dỉ lắm nhé. Phải làm kiểu này mới không bị dỉ nhá. Đó. Đi lên. Đánh áo cái cái này nhá. Đi mà đi xem nhá. Đây này. Đó. Của mình là chiếc 25 nhá. 25 nhá. Lỗ buli là hai đều lắp buli vào là 24 nhá. Tăng tua một tí nha, cái này to nha, cái này nhỏ nó tăng tua nha. Để sẻ như cái này chẳng ngang ra bên kia tăng tua, giảm tua thì sẻ được tăng tua này.
cân bằng hết mọi người nhé. Đây, ngoài nước đây. Đấy nhá. Ngoài nước là 34 nhá. Nước 34 nhá. Em lấy bên kia này. Cái bu ly nhá, một cân bằng nhá, không có bánh đà nhá, mình chưa kiếm được một cái bánh đà nhá. Nếu kiếm được bánh đà vào thì nó sẽ tốt hơn, sẽ khỏe hơn, bởi vì lúc mình vào tải ấy, ví dụ như vào máy cưa này, máy mài các kiểu thì lúc mình khởi động tải thì nó có bánh đà thì cái tàu đà nó không bị thì không bị sụp áp nhá. Còn không có bánh đà thì khi nào mình vào tải lớn thì nó sẽ bị dừng, bị hãm, làm cho máy dừng thì lúc đó điện yếu, một lúc xong thì nó lại khởi động được thì nó lại quay tiếp nhá. Nếu có bánh đà thì sẽ không bị sụp như thế. Đầu bên này ấy, có thể kéo thêm một cái máy ở trên này nữa nhá. Ống nước đây nhá, ống ở đây là ống phi 90 nhá, ống phi 90 một đoạn đây nối từ đây cho đến đây nhá, đến mấy cái đầu cây này nhá, làm một đoạn nhá. Còn từ đoạn này, từ đoạn ở đây ấy, đoạn là các bạn thấy ở đây nè, các bạn thấy đấy, từ đoạn đây lên trên đấy là phi 110 nhá, từ đoạn này lên trên đấy là phi 110 nhá. Đây là cái gốc cây tre ra nha. Tổng chiều dài của ống nước mình, cái đường ống của mình là trên 10 mét một chút nha. Trên 10 mét một chút nhưng mà nó không dốc mấy, cho nên là chỉ tải được như vậy thôi. Nếu được cái củ phát 3kW đến 4kW có thể than kia thì để nấu cơm, than mãi rồi. Rồi ở đây lấy củ 5 chân từ đi chủ thế thôi thì không hàn được, không nấu được cái nồi nấu ấy nhá, nồi chảo cái không nấu được nhá, chỉ nấu được cơm thôi nhá, chỉ nấu được cơm thôi. Rồi chào mọi người nhá, tạm biệt mọi người nhá, lần sau mình sẽ vào nhà và test thử công suất ở nhà cho mọi người xem nhá.